tai nạn liên hoàn ở đường Trường Chinh, một người chết. Vụ tai nạn giữa hai xe máy và một ô tô sau đó tạo nên vụ tông xe liên hoàn trên đường Trường Chinh khiến người đàn ông tử vong. Đến hơn 12 giờ trưa ngày 12 tháng 11, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn liên hoàn khiến người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, hơn 8 giờ sáng cùng ngày, người dân ở gần giao lộ đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nghe thấy tiếng động lớn. Nhiều người chạy ra thì phát hiện vụ tai nạn, hai xe máy nằm cạnh nhau trong làn ô tô, gần đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong. Ba xe ô tô khác cũng va chạm liên hoàn cách hiện trường vụ tai nạn chừng 3 mét. Một ô tô 7 chỗ liên quan dừng cách đó khoảng 10 mét. Ghi nhận tại khu vực tai nạn có dấu vết va chạm giữa hai xe máy, nhiều đồ vật, mảnh vỡ văng khắp nơi. Các xe ô tô cũng hư hỏng phần đầu và đuôi. Công an quận Tân Phú phối hợp với đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn. Một đoạn đường Trường Chinh được cơ quan chức năng phong tỏa. Người nhà nạn nhân cũng có mặt để phối hợp giải quyết. Theo một cán bộ cảnh sát giao thông, hiện chưa xác định chính xác thời điểm xảy ra va chạm. Ban đầu, xe máy do người đàn ông, chừng 50 tuổi cầm lái lưu thông cùng chiều với xe máy do nam thanh niên chừng 30 tuổi, chạy trong làn xe ô tô và xảy ra va chạm. Tai nạn khiến cả hai ngã xuống đường, đúng lúc xe ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều không xử lý kịp, cán trúng người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ba xe ô tô khác cũng giảm tốc độ, va chạm với nhau tạo thành vụ tai nạn liên hoàn. Nam thanh niên liên quan chỉ bị thương nhẹ. Ghi nhận, khu vực xảy ra tai nạn cách giao lộ Phạm Văn Bạch, Trường Chinh vài mét. Nơi này có biển báo cấm xe hai bánh lưu thông trong làn ô tô từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý xong. Nguyên nhân đang được điều tra.